Rồi, chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Gia Trai nha các bạn. Hôm nay mình gắp quạt mặt đạn cho khách nè các bạn. Gắp hai cái motor V4 cho khách nha. Thì bên đây mình nói chung ra là mình ít có gắp cái vụ này lắm. Trừ ra là khách quen ha mối rồi nọ, người ta quen người ta hoặc là những cái người ta cần lắm người ta mới đặt mình gắp nha. Mặt đạn cũng như là người ta không có công cảnh để làm á. Còn anh em là mua tự về gáp như mình cũng vẫn được nha. Đó, một bộ ốp gì nào mình bán là 65 ngàn nha anh em. Đó, ép mặt đạn sẵn luôn, semi nhôm luôn nè. Ép chắc chắn lắm, cứng khừ luôn. Đó, bộ gì làm bán 65k nha. 65k một bộ. Đó, mình gáp này là cục điện đồng nha anh em. Cục điện đồng mình gáp cho khách. Điện tốt á, đương mặt dẫn luôn nha. Rồi, bên đây mình có bán mấy cái bộ ốp mặt thao nữa các bạn. Bộ ốp mặt thao như vậy nè, một bộ như vậy nè ha. Rồi cái trước cái sau gì nè, bộ gì nè là 25k nghe anh em. Sắp tới cũng lên giá nữa đó nghe anh em, nhưng mà bộ gì mình bán giá 25k nha. Tiền phí ship đồ là anh em chịu toàn bộ nha. Thì hiện giờ mình bán là 25k một bộ, 25.000 bộ. Còn ốp bộ ốp mặt đạn á thì 65.000 ốp mới nghe. Đó, thì nói chung bên đây á, mình cung cấp đủ đồ hết. Anh em nào mà có nhu cầu cái số lượng lớn á để mua đi bán lại á, các loại đồ điện gia dụng á, thì anh em có nhu cầu á, thì đặt bên mình. Chẳng hạn như là điếu bếp ga hồng ngoại, điếu bếp ga miếng thao, điếu đồng miếng thao nghe. Điếu đồng miếng thao như gì là 55.000 một điếu nha. Đồng miếng đồng luôn nha các bạn. Nè, đồng luôn, đồng ở dưới miếng 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 miếng, miếng điếu inox. Điếu và đồng là 55.000. Còn điếu Nam mini. Điếu Nam mini á thì mình bán là 25.000 một điếu nha anh em. Một điếu như vậy là giá 25.000. IC sứ đồ các loại. Đó, gon đầu trong mình có luôn nha. Đó. Còn điếu hồng ngoại nè, nếu hồng ngoại tốt đó, loại 1 đó, của mình đó là bán 60.000 tặng cái bát nghe anh em, tặng bát inox. Còn ổ đó, thì mình bán giá 50.000 nghe anh em, một ổ đơn thay bếp lớn là giá 50.000. Các cái nghe, đồ bên quạt và nồi cơm điện, bếp ga, gúng sáp, gúng 145 đồ có các loại. Rồi bây giờ mình tiến hành mình làm cái này đi ha, anh em xem nghe, anh em xem mình làm cái này làm dễ, anh em ơi tay ngang ở nhà làm cũng được. Mình ở Long Xuyên, An Giang nghe anh em, có mua hàng mình bán mình giao các tỉnh nha. Anh em nào có nhu cầu thì đặt hàng bên mình, cho tên và số điện thoại, địa chỉ cho rõ ràng, phường, xã, quận, huyện, tỉnh. Rồi đầu tiên đó thì thường thường mấy cục điện này nó cái dây điện nó nằm phía sau nghe anh em. Đầu tiên mình gắp cái cốt trước ha, cái này dây điện nó nằm phía sau mình gắp cốt trước. Rất là hít nghe, không lúc lắc được nè, nó ép cứng khừ luôn. Này mình lắp cho khách thì mình cũng có chuẩn bị sẵn, mình lắp cái ổ nhông luôn cho khách luôn nha, mình lắp ổ nhông mới luôn cho khách luôn. Nhưng mà chỉ có là K3 là nó nằm ở dưới nè, còn điện này á là xám chạy đỏ đề ha, hai cọng này nè, cọng này số xanh 1 vàng 2 trắng 3 đó, đơn giản thôi. Này là mình phe phe nói cho ông khách ông có dòm cái clip mình không biết đó. Còn dây á các bạn nên xỏ bên đây nha, thì cái hộp nhông nó nằm như gì đó, cái hộp nhông nó nằm như gì ha, là dây lúc nào cũng phải xỏ bên đây ha, xỏ bên đây chứ không có xỏ ngược bên đây nha. Xỏ ngược bên đây là nó sẽ cọ cái cần 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 quơ cần đảo của mình. Rồi nói vô cần đảo bên đây mình có bán luôn nha các bạn. Đây mình gắp vô coi nó vừa không vừa, nó thiếu gon thì mình canh gon vô ha, còn nó đủ gon thì thôi.
vừa đủ ngon các bạn. Rồi bây giờ mình bắt vô ha. Ốc mình có chuẩn bị sẵn. À, bên đây ốc nào mình cũng có bán cho nghe. Ốc này cũng có bán nha các bạn. Một chục 15 ngàn nha. Chục ốc, ốc motor còn điện quạt. Ốc motor còn điện quạt nha. Chục 15 ngàn. Chục 10 ngàn chứ. Lộn lộn xin lỗi các bạn. Chục 10 ngàn. Đó. Cái cây xúc pin của mình hư pin, mình cũng mới mua mấy cục pin, ba cục pin mình gắn vô. Không có xúc pin dặn bằng tay thấy bà. Mình siết lúc nào mình siết song song trước nha các bạn. Bên đây mình có bán pin đỏ nghĩa địa nữa nha các bạn. Đó mình gáp vô rồi bốn con ốc rồi ha, thì nó vừa chặt ha. Rồi bắt đầu mình gõ nè. Cho nó đều ha. Nó đều, nó nhẹ, nó còn hơi bự bự gì nè, đó, rít rít gì nè, mới đúng của nó đó ha. Bạc đạn nó vậy đó, khi nó chạy rồi đó các bạn, nó mới nhóm mình được. Nó mới nhóm mình. Này bạc đạn mới thì nó vậy đó. Chạy rồi nó mới nhóm mình. Trước khi mình làm mình cũng đai chỗ này cho anh ta. Đây cho chắc chắn để người ta kéo không có bị giấy. Về cái chủ người ta về, người ta lấy cái ti kia người ta dặn quanh đây ha. Cái này là không có vô dầu vô mỡ gì nha các bạn. Mình làm từ từ cái. Mình gắp từ cái ha. Mình thử từ cái. Cái cái dầu bỏ đâu. Làm mình lục các bạn ơi. Để mình kiếm cho dầu cái. Mình phải vô dầu ngay chỗ cái này nè các bạn. Vô dầu ngay cái nhông nha. Cho khách nha. Cái này là nhớt 10 nha các bạn. Nhớt 10. Nhớt mình đi ra ngoài cái xăng mình mua. Vô dầu mấy cái găng nhông này. Để không vô dầu đấy. Bên mình thì nói chung ra mấy điếu ga mini với mấy cái mỏ mỏ kiền bếp á. Mấy cái mỏ bếp ga ướp ga lớn rồi đó. Có đầy đủ hết trơn nha các bạn. Cái gì cũng có hết trơn, đồ điện, đồ bên bếp ga, đồ cái gì cũng có hết trơn. Mà tại vì nói chung ra những cái món đó nó cầm cờn, mình không có mua. Ví dụ anh em nào mà có nhu cầu quá thì cứ mua mấy cái mỏ bếp ga này nó có hết trơn nha. Mỏ bếp ga đồ mục rồi có hết trơn, mình có bán chứ. Này khách nó đặt, khách người ta đặt cái bộ mới thì mình phải gấp toàn bộ đồ mới cho người ta. Rồi bây giờ mình lấy K3 mình thử ha. Đây K3 của mình. Rồi bây giờ mình lấy ổ điện đây cho các bạn xem. Đây là cái gì. Thì sám chạy ha. Cái K3 này nó không có lựng đầu xanh đầu đỏ đâu nha các bạn. Đầu nào cũng được cho nha. Thì cổng xám chạy, cổng trắng là số 3 nha, xanh là số 1, vàng là số 2, đỏ là đề. Đó. Bây giờ nè. Xám vô K3. À, vô K3 vô điện 220 luôn. Đó. Đỏ này vô K3 nè. Đỏ vô K3 là mình để bên này, mình nói với những anh em mà người nhà xài đó ha. Nè, cái này làm băng keo lại nè. Còn cái này là mình nhúng vô điện nè, nhúng vô điện chung với một trong ba con số này nè. Đó. Rồi bây giờ mình nhúng vô điện cho các bạn xem coi nó chạy như thế nào ha. Bật đạn coi nó chạy như thế nào ha, bốc không ha. Bây giờ mình nhúng số 1 thôi ha. Đây. Im ga các bạn. Im ga nha, này tại vì mình để trên cái cây á. Cho nó là chuẩn đó. Im ga. Cái này nó chạy cái nhông nè. Im ghe bà ghè luôn. Quá im. Đó, một em ha. Khách người ta để vô ta chạy là nó chuẩn nha. Ăn thua mình bắn ốc cho nó chuẩn cho ta. Với lại mình thấy rồi mình gói hàng cho nó kỹ ha. Tránh da đập này nọ. Đó, rồi xong một em rồi đó. Rồi mình gặp em thứ hai. Để bên. Thì ông khách này ông mua thì ông mua có cái gì nữa là ta, có hai cái này, hai bộ ốp. À các bạn, ông mua hai bộ ốp nữa,
ổng mua hai bộ ốp về ổng gáp luôn nha. Đây ổng mua hai bộ ốp nè, ổng mua phim hai bộ ốp luôn đó. Mình gáp ổng mướn mình gáp gì nè mà ổng còn mua thêm hai bộ ốp để ổng gáp nhà nữa. Đây các bạn xem thấy kênh anh Thợ Dây Chai có hay và hữu ích thì anh các bạn nhớ chia sẻ qua bên Facebook, Zalo đồ cho mình nhé các bạn. Thì có cái gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem. Cái này trước nó bị dính nên mình thử cũng đút lên trước được. Đó, nó dính rồi các bạn. Dính rút ra không được ha. Giờ mình để cái gì gõ nó vô các bạn ơi. Các bạn làm á chú ý nha, anh em làm chú ý nha, nhớ đừng có cho nó va chạm cái lỗi này nè, cái phe cái lỗi này, cái rô to ở trong với cái cuồng điện này nha. Dưới mình dung dán cái cuồng điện cho nó kỹ, đừng có cho cái dây đồng nó lòi ra. Dây đồng lòi ra nó chạy cái rô to này nó sẽ bị đụng vô. Đụng vô thì nó sẽ ăn điện ra đây thì nó giật mình đó nghe các bạn. Thấy vậy chứ không phải đơn giản nha. Cái này dắt khách luôn các bạn. Thì nói chung ra ốp này nè các bạn, ốp mặt đạn này mình thay các loại quạt luôn nha. Mình thay chế các loại quạt luôn. Anh em nào có nhu cầu thì mua ha. Mà anh em nên nhớ đi, mình ở Long Xuyên, An Giang nha. Thì anh em nên nhớ mình mua ví dụ như mình mua đồ, mình mua cái gì thêm hay hoặc là gì đó thì sẵn mình mua một chuyến hàng. Chứ anh em mua một có một bộ ốp một anh em tốn tiền phí ship. Ví dụ như anh em mua phải mua cho nó thêm cái này nọ. Hay hoặc là anh em mua hai ba bộ gì đó. Bên đây bo đồng ốp mình còn nghe các bạn. Bo đồng ốp điều khiển từ xa mình còn nghe. Nó tiếng Anh nghe các bạn. Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc luôn. Một bộ 70.000 nha. Ồ cái này bóc lỗ. Cái này nó vừa luôn. Cho có cỏ không? Sao mà nó hơi ấy nha. Hơi trộm. Thấy vậy có cái đưa vô nó ăn ngọt nha các bạn. Có cái mà nó hơi bị chênh chênh gì đâu. Để mình thử xiết vô cái coi. Nghe tăng nghe là chuẩn luôn nè. Nó mình đưa vô mình siết vô nó mới biết được. Tại vì bạc đạn với sơ mi nhôm thì mình để vô chưa, nó chưa có vô khuôn đó, nó còn seo các bạn. Bên đây pin 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 đỏ nghe, pin 18650 pin đỏ các bạn. Đó, nè pin đỏ này nè. Đâu rồi? Nè pin đỏ này nè các bạn. Bên đỏ nghe, bên nghĩa địa nha, 18650. Giá 40.000 cục nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ nói mình gửi hàng nha. Giá 40.000 cục. Thì cái này nói chung ra là mình mua mình chia cho anh em thôi, mình kiếm 5.000 cục cà phê ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ nói mình. Tại mình có cái chỗ mình lấy. Giờ bên nghĩa địa nó hiếm anh em. Ồ quá im các bạn ơi. Cái này chạy chuẩn dữ dần luôn. Bởi vì mình tay ngang về nhà mình thay mình gõ. Các bạn giờ mình làm gì đó hay là các bạn làm theo. Còn anh em thợ thì mình không có nói mà chỉ nha. Anh em thợ thì ai cũng biết hết rồi. Người ta chế như giả trơn à. Rồi cái này mình vô dầu đây với cái hộp nhông mình vô luôn ha. Đó. Đây
về người ta không xài hộp nhôm thì dễ. Nhôm 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 này nè các bạn, bây giờ là một chục là 101 nha các bạn, mình bán 101 nha, 101 chục nha, lên đồ lên giá anh em, đồ lên giá thì mình lên mấy trang mà mình không có lên, mình nhất quyết mình không có lên, tại vì nói chung ra lên nó lên một vài ngàn á thì nói chung ra mất lòng anh em với mất mối, thà mình không lên, mình bán cái giá nào giá nó lâu dài cho anh em á, người ta dễ dễ cốt bạc lỗ. Bên mình là xài cốt bạc lỗ không nha, cốt bạc lỗ là giá 90.000 chục chục bộ nha anh em, một bộ giá 9.000, chục bộ giá 90, còn cốt bạc hộp cũng vậy giá 90, còn cốt bạc quạt B5 á thì cốt quạt bạc dài thì mình bán giá 100.000 chục giá cũ. Đây mình thử nha, nó cũng y gan gì đó, dây xám nè, dây đỏ nè ha. Đó. Nữa mình lấy hai cọng này mình thắt lại, hay mình ngoáy lại cho chủ người ta biết, mà hình như anh đó nó anh biết, anh biết cái màu dây đấu lộn dây là anh nổ á, thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Nhiều khi anh em đưa vô lộn dây là cái bập rồi xong xong liền, nhiều nhiều anh em ta cũng tay tay ngang thiệt nha, nhưng mà sửa nhiều cái còn dâm hơn thợ nữa, còn dữ hơn thợ nữa. Ta biết, ta gỡ ra, ta rửa sửa đồ ở nhà cũng đỡ đỡ tốn tiền thợ. Rồi giờ thử nha anh em, đây mình đúc dây xám nha, dây xám với dây xanh vô này, với dây K3 đó đó, im ghê ha. Chỉnh cho anh em, nó hơi có cái tiếng hơi chút xíu nghe anh em, mà chạy một hồi nó kêu cái nhông nè, cái chạy nhông không không cái nhông á nè, cái nhông mình chịu lại nè, nó có tải là nó không có kêu rồi, thấy không đó, nó kêu cái nhông á nè, chạy dưới này nằm trên cái khúc cây này nè các bạn, khúc cây này của mình nè. Rồi xong, mình đã làm xong ha. Rồi bây giờ mình gắn khoe cho nó luôn. Gắn khoe hai cái đầu luôn. Rồi, các bạn xem thấy kênh Điện Thoại Dây Chai có hay hữu ích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Thì có cái gì hay mình chia sẻ cho các bạn, với lại anh em mà muốn mua hàng gì á là qua bên mình, nói chung ra là anh em ok cái là hàng cái gì cũng có chứ nghe anh em. Đây mình bán cho khách là đơn hàng là nói chung ra là 5 đến 8 triệu 10 triệu đồ, anh em mới ra ngày đồ ha là cứ mua hàng bên mình là mình có đầy đủ hết, không thiếu gì hết nha anh em. Mình lấy mấy cái ống mũ này nè, mình chọt vô đây nè cho nó im. Rồi đây nó không có cái phe nữa, kiếm cái phe khi mình có hàng, kiếm cái phe để vô nè đó. Cái có phe cái không rồi bỏ đâu rồi đó, mình gói cho khách hai cái này luôn nghe các bạn. Gói gì đó. Nói chung với hai cái cuộn điện 65.000 một bộ, hai bộ là 130.000. 130.000 tiền phí ship anh em tự chịu. Đó. Bất cứ cái nào anh em mua hàng bên mình là tiền phí ship tự chịu nha. Cái vụ mình nói các bạn nghe cái vụ tiền ship này nè. Phí ship này nó hiểu lầm với nhau, với lại nhiều nhiều anh nó nói á. Anh nói hồi nào tới giờ tôi mua hàng á, tôi không phải chịu phí ship. Ghê chưa? Biết sao không, cái ảnh anh đó ảnh gì nè, đầu năm anh chơi tôi hết cái nha các bạn, này là tôi nhắc lại nha, tại vì anh điểu mình mới nói, anh đó anh ở Bình Dương đó các bạn, ảnh mua cái đơn hàng của mình đó ha là 10 bộ ốp mặt đạn nè, 10 bộ ốp đóng mặt đạn bằng sơ mi 608 á, dưới hai cây mặt đạn với 20 sơ mi. Đó. Các bạn tính đơn hàng nó bao nhiêu tiền rồi,
ảnh gài mình, ảnh mua mình đơn hàng theo gì, ảnh mua ảnh cần xài thiệt, nhưng mà ảnh mua đơn hàng với mình á. Khi mà shipper tới tới nhà ảnh nói á, ảnh trong cái ý của ảnh á là cái đơn hàng nhiều quá, đối với người ta nhiều quá người ta sẽ cho ship về á, nó sẽ bị lỗ. Đơn hàng ví dụ như là 37 40.000 tiền ship đi, mà có 30 mấy ngàn tiền ship mà các bạn, 37 ngàn tiền ship à đó. Ảnh nói ảnh mua ảnh tính tiền hàng rồi tính tiền ship gì nữa, hồi nào giờ á là mua không, ảnh mua là hàng nào giờ không có phải trả phí ship. Cái đơn hàng bữa đó đầu năm mình bán là 900 mấy chục ngàn cho ảnh á. Cái anh nói vậy anh nói chịu thì giao, giảm không chịu thôi đó. Mà gặp mình đó, anh em nào mà cái kiểu mà cà chớn vậy là gặp mình là rồi vậy. Nói thiệt với các bạn đó, mình nghèo nhiều chứ đâu có nghèo kiểu đó. Mình chấp nhận mua hàng đó, mà người ta bán hồi nào giờ bất cứ ai mua hàng trên Lazada, mua hàng ở đâu cũng vậy, là tiền phí ship mình mua mình tự trả. Người ta bán cho mình người ta nói cái giá tiền hàng, lẽ nói tiền tiền phí ship luôn, ai mua, người ta có mức độ lời trong đó. Ảnh làm như vậy, ví dụ như anh nghĩ á, là cái đơn hàng á, cái đơn hàng mình đưa đi, nếu mà mình đưa về á, mình đưa đi á, 30 mấy ngàn 40 ngàn mình đưa về nữa, các bạn biết không, mình đưa về nữa là mình tốn thêm á, gần 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 20 30 ngàn nữa là mình chạy ra 70 80 ngàn rồi, rồi mình lỗ đứt cùi luôn đó. Rồi buộc lòng mà nếu mà mình sợ lỗ như vậy á, sợ lỗ 70 80 ngàn á, buộc lòng mình phải bỏ 30 mấy ngàn ra mình giao được hàng đó. Anh chơi người ta cứu đó đó. Nhưng mà mấy xui cho mấy anh đó là không bao giờ, mãi mãi không bao giờ, bảo đảm không bao giờ anh mua được hàng của tôi đó. Ở đây bán đồ đàng hoàng chứ không có kiểu mà đó, còn kiểu đó là mãi mãi anh không bao giờ anh mua được hàng của tôi luôn, nó thiệt nó thẳng. Mấy người đó là tôi có vô danh sách chưa nè, không bao giờ mà mua hàng tôi được không. Đây là tao bán hàng cho thợ, còn dạng như anh em nào tay ngang nó mua mình cứ bán bình thường hết trơn á, bán vẫn bán giá sỉ luôn các bạn. Mình làm ăn đâu đó đàng hoàng nhờ cô bác anh em mình, cái nồi cơm mình sống hồi nào giờ nhờ cô bác anh em, phải anh em vô đây mình nói nha, không phải mình lên mạng mình nói nha, nhưng mà đâu có đó đàng hoàng nè chú. Ông cái ông mối nào ông đặt mua cái cây húc chì nè, trăm mấy chục ngàn nè đó, sẵn mình khoe cho các bạn xem luôn. Cây húc chì mà mấy chục ngàn mình không mua nghe, sợ mấy chục ngàn mình giao cho người ta về, ta bấm mà bấm bữa trước bữa sau cái nó dằn cái lò xo dằn ra luôn, thôi mình lấy cây xịn cho người ta đi, thà cây xịn mình nói người ta đó. Thôi mình chào các bạn nha, khi nào mà có cái gì hay mình chia sẻ nha. Anh em nào có mua hàng thì tin tưởng mình đó, thì đặt hàng bên mình đó, bao nhiêu cũng có nha. Rồi ăn thua là cho tên và số điện thoại địa chỉ cho nó rõ ràng. Còn ví dụ như cô chú anh em nào mà ở ngoài vùng ngoài mà nói tiếng mình nghe nó hơi khó thì nhớ nhắn tin qua bỏ dấu bỏ nét, hay hoặc là ghi trong cái giấy á, ghi biên trong cái giấy, biên địa chỉ trong cái giấy á, bỏ dấu bỏ nét đàng hoàng cho mình á, thì có hết có phường xã quận huyện tỉnh cho mình cho rõ ràng, rằng mình biết, rằng mình ghi cái địa chỉ cho nó. Ăn thua là cái địa chỉ các bạn, quan trọng nhất là cái địa chỉ á, chứ không phải là tiền hay gì trơn á. Không có địa chỉ không rõ ràng hay giao không được, không có tiền. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Đó mình mới lấy ảnh mua cái này nè, với tụ hột me và tụ vượt mũi nè, mình cũng dẫn lấy cho khách luôn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha, có gì hay chia sẻ nha. Còn anh em mua hàng ủng hộ mình nha, nhớ chia sẻ qua Zalo Facebook luôn nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.